VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam. Xuất sắc.
bán tình cảm tuyệt vời. Hồi nãy em định lên rồi mà vừa bước ở đây em đi đi em bị khựng lại một nhịp, không dám lên nữa. Trong một thoáng chốc, có những giọt nước mắt đã rơi rất sớm đến từ Bảo Anh. Chỉ vì anh yêu và vui buồn vô khớp nên không bao giờ có quyền nói. Ờ, sao chị không biết để chị dỗ dành em? Bên em khóc trước anh hả? Có thể là đây một bài hát không? Kỷ niệm hay là Bảo Anh chăng? Thứ nhất là giọng hát của bạn xúc động. Thứ hai là hồi nãy giờ mọi người bàn về tình yêu thì em cũng nhớ cũng có một người nói với em rằng là người ta cũng không có xứng với em, mà em thì nên có một cái người đàn ông tốt hơn để mà chăm sóc, cho nên là bạn sẽ quyết định là bạn rời bỏ, bạn walk away. Nên em nghe cái bài này thì em hơi xúc động thôi. Cảm ơn Voi đã hát rất là hay ca khúc này. Mà chị nghĩ là Voi xúc động lắm. Chính xác là Voi rất là sung sướng và thỏa mãn luôn á. Chị thấy được cái niềm vui, gọi là niềm vui nguyên sơ nhất của một cái người mà giống như mới vào nghề. Khi mà hát xong mà vậy nè, kiểu như là I did it, I made it. Rất là dễ thương luôn. Chị nghĩ là bản thân Voi cũng đã thèm khát có một sân khấu như vậy lâu lắm. Với cái sân khấu này thì không những chỉ Voi đâu, bất cứ ai làm nghề ca hát mà, người ta cũng đều mong muốn có một lần đứng trên một cái nơi mà tất cả mọi thứ nó gặp nhau. Âm nhạc, không gian, khán giả và cái tầm vóc. Tầm vóc của chương trình nó mang đến sự đầu tư và cái sự cống hiến của mình ngay cái thời điểm đó. Vô tình nó được thánh hóa lên thì cái không gian đó khó mua lại được. Anh nghĩ ngoài cái việc mà em đứng được trên sân khấu này ấy, cái điều mà anh nghĩ mà Voi vui hơn nhiều nữa, và anh nghĩ em đã làm được. Nếu anh không lầm thôi, anh không lầm thôi. Nếu anh lầm thì coi như anh quê. Cũng là cái tên mình viết trong tờ giấy. Thì mình đã có một cuộc trò chuyện trước đây với Voi. Voi cũng lầm đường lạc lối, cũng không biết là đi về đâu. Sắp tới mình phải làm cái gì, mình sẽ làm như thế nào và bao nhiêu là đủ. Anh cũng cho Voi lời khuyên. Anh thấy em đang làm mọi thứ đang rất lý trí. Anh bảo em cứ làm cái gì đó mà nó có xúc cảm thì tất cả những gì em muốn sẽ đến với em, bởi vì bản thân em đã là một người hay ho sẵn rồi. Em chỉ cần bỏ cái trái tim của em vào thôi. Và hôm nay Voi đã làm được. Chúc mừng Voi. Đến giờ vẫn còn thấy lâu lâu rung người ạ. Đang cảm thấy rất là hạnh phúc như Thành nói, được đứng trên một sân khấu mà một người nghệ sĩ ai cũng mong đứng trên đây cả, với ban nhạc tuyệt vời, dàn dựng tuyệt vời. Bích Phương thì sao ạ? Em thì đã có ấn tượng rất là mạnh với giọng hát của Voi. Phần trước thì em còn bán tín bán nghi, em nghĩ là anh Quốc Thiên, nhưng mà nghe đến bài vòng này thì em không nghĩ là anh Thiên nữa. Nhưng mà cũng không biết là ai. Nhưng mà đây là một giọng hát rất là hay. Em sẽ phải về nhà em tìm hết các nam ca sĩ hát nhạc ballad. Vừa nãy ngồi phân tích với cả Bảo Anh thì anh Quốc Thiên là người tập gym lâu năm rồi, anh không thể nào có thân thủ nhanh nhẹn như này được. Chắc chắn là anh sẽ phải chậm chạp hơn một tí. Quốc Thiên là tập vừa tạ vừa cardio luôn, người không, ta nhưng mà bạn này bạn rất là nhanh. Em có cảm giác như vừa bạn ấy. Không, cho dù như nào chăng nữa thì em cũng vẫn thấy là... Cho dù thế nào đi nữa không liên quan tới chuyện tập gym đúng không? Thôi được rồi, cho liên quan đi mà. Đã bảo là không phải anh Thiên thì cũng phải tìm ra cái gì nó khác. Trời, đồng ý vậy đi, đúng rồi, em nói đúng. Ồ đấy, thôi mọi người, tha cho em cái chi tiết đấy đi. Tục tiệp thì là anh Thiên không thể nào mà hoạt ngôn và nói chuyện nảy số rất là nhanh như bạn Voi được. Anh từ tốn và giọng cao và bay... Còn giọng của bạn Voi thì lại rất là nam tính. Và nếu như một con gái mà nghe những giọng hát như này sẽ kiểu như dễ bị... Dễ yêu. Bị crush ấy. Tan chảy. Dễ bị mũi lòng. Rung động đấy. Có cái gì nó rất là con trai ấy. Tại ý là em thấy đây là một giọng hát rất là hấp dẫn. Hấp dẫn đó, đúng rồi, hấp dẫn. Và rất là tình cảm, bạn hát rất là hay. Phương sẽ về Phương tìm xem bạn là ai. Tại vì không biết bạn là ai thì rất là khó chịu. Bởi vì đã biết không phải anh Thiên rồi. Đẹp trai nữa. Là bây giờ về tìm một nam ca sĩ vừa đẹp trai này. Giọng hát hấp dẫn, trầm ấm, quyến rũ phụ nữ. Nấu ăn ngon không? Chắc chắn luôn rồi. Là tinh hoa hội tụ. Rồi, phụ nữ rất yêu. Trời ơi. Voi làm gì làm cứ giữ cái cảm giác này. Tại vì cái cảm giác này là một cái cảm giác rất là đúng. Để cho mình làm bất cứ chuyện gì ở bất cứ cái sân khấu to nhỏ nào. Chứ không chỉ là với The Masked Singer. Là bởi vì mình đã nói với Voi là ủa mà mình chắc gì ta là Voi. Ừ đúng rồi. Nói y như đúng rồi. Bị tự tin đó.
Thì thôi kệ đi, bây giờ nếu mà không phải là cái người mà Thành đã từng tâm sự thì Thành cũng tâm sự với bạn đây. Cứ làm cái gì mà mình bỏ cảm xúc vào, chắc chắn mình sẽ nhận lại được cảm xúc thôi. Wow. Bây giờ là có thêm cái manh mối quan trọng nè. Là chủ đề chúng ta là gì ạ? À, sứ mệnh manh mối tình yêu điên rồ của Voi Bản Đôn ạ. Lên. Ủa. Wow. Duyên cơ manh mối. Quá trời. Wow, đầu tư quá. Dữ vậy sao? Quá trời đầu tư rồi. Trời ơi, chương trình phải đầu tư dễ sợ luôn á. Wow. 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 Đó ngầu quá hả? Rồi sao ngầu quá vậy? Thưa quý vị, đây là chuyên cơ của The Masked Singer năm nay. Quá dữ, ơi, quá đầu tư luôn. Hollywood ta cũng làm tới đây thôi chứ. Giá thị trường hiện tại là cả triệu đô đó. Ờ. Ủa mà anh giữ manh mối vậy ạ? Đây anh Thành, anh Thành. Tình yêu điên rồ của Voi là Taylor Swift. Taylor Swift. Là mẫu hình tượng người yêu hay idol. Sao? Hay đang crush? Thì trước kia Voi không có nghe nhạc ngoại nhiều. Nhưng mà sau đấy một thời gian thì bắt đầu tìm hiểu về Yosuke, mê mẩn Taylor Swift. Bởi vì là cô gái ấy vừa viết được bài hát này, xong rồi còn vừa hát hay, cộng thêm nữa là cả sự xinh đẹp nữa. Wow, và nhất là cái lời của Taylor Swift siêu đỉnh luôn. Chính vì điều đấy cho nên là Voi rất là yêu thích Taylor Swift. Mua cả vé concert luôn rồi. Đi Singapore. Anh chị nào mua chưa ạ? Chị Thiên mua chưa? Chưa, em có bán không? Thì có gì cho chị pass vé cho chị với. Không, em sẽ không bán đâu. Tại vì là chị, đấy là một tình yêu điên dại của em. Và em mong rằng là em sẽ đi được. Không biết là xin được visa không? Không sao đâu Voi. Không xin được thì bên đây có sẵn visa rồi. Anh xin cho em nhé. Ý anh bắp là anh có visa thì đưa vé cho anh đi cũng được. Wow. Wow, anh nhanh quá ha. Dạ, em chờ anh nữa. Dạ. Bye bye anh. Thôi nó giỡn vậy thôi chứ thật ra là vé thường là vé đôi, vé đơn. Em mới có một vé thôi. Em bây giờ vẫn đang cô đơn để bán. Cái chuyện ta thích đi coi một bà ca sĩ thì liên quan gì tới manh mối hả bạn MC? Giờ ca sĩ nam nào mà mê Taylor Swift thì đó đại loại tình yêu đó. Điên rồ mà. Điên rồ là săn vé bằng được để đi coi đó. Săn vé lâu lắm luôn đấy anh ơi. Săn hơn nửa ngày, gần như một ngày luôn mới được một cái vé đấy ạ. Suy sụp. Nói chung là mùa 1 là nghe được 1-2 nốt là biết. Còn là mùa 2 là phải nghe 2 bài trở lên mới biết là giọng ai. Là cũng có khoanh rồi. Anh Thành gọi là thân luôn trong suy nghĩ. Đâu bỏ luôn trong phong bì rồi. Từ nay đến giờ anh ấy cứ nói là gặp rồi mày không biết anh ấy nói gặp bao giờ. Chứ biết được luôn đấy. Mùa muốn cứ xoan xoét xoan xoét chua. Thì chả xoan xoét thì sao chứ. Bully đúng là cái gì? Đúng hả? Ôi trời ơi. Trời chả treo quá. Nè vừa mới hát rời bỏ xong đó. Này cái con Voi năm nay 7 mỏ 9 vuốt sừng kia nha, mồm 5 miệng 13 vạn 6 nghìn kia. Người ta nói cho nghe như thế này thôi này. Một chi tiết rất nhỏ để nhắc nhớ này là đâu lại vào đấy để chỉnh tề ngay này. Thưa Voi, có hai con nói nhiều nó về rồi. Có hai con nói rất nhiều mà như thế và nó đã về rồi. Anh chỉ nói thế thôi đấy. Đấy, đâu lại vào đấy. Anh Thành ơi, anh quá siêu. Em bổ sung ý luôn. Cũng hát cái bài, cũng có cái từ đó. Cũng có rời đi luôn, bỏ các thứ đấy. Là nó về rồi. Thành này mong là phong thủy không đúng. Phong thủy ngược tình yêu thì cũng có tình yêu ngược. Thì bây giờ mình cũng có phong thủy ngược, đúng không ạ? Phong thủy thì có thể ngược, nhưng nói nhiều thì chắc chắn sẽ về. Rồi, tém lại, tém lại. Đó, giấu vô. Giấu vào. Đấy, thông minh rồi đấy. Ngộ ra rồi. Anh ơi, nhiều khi diễn cái tiểu phẩm này để cho khán giả thương, khán giả giữ lại đó. Con này ngày xưa nó phải hóa trang thành con đại bàng này, nó bay. Bay quá, Voi gì mà bay quá. Không có Voi nào mà chả treo cỡ này hết trơn hết rồi. Anh Thành là tiên là có khoanh dùng rồi nha. Mà hai nhân vật còn lại là em nghĩ là chưa khoanh dùng được lắm. Bích Phương chưa có nè. Em chưa còn có. Anh sao nãy giờ thấy im hơi lặng tiếng. Khóc mất trí nhớ rồi. Cái áp đáp án của em biết là sai rồi. Nhưng mà cái mà chị Tiên với anh Thành đang nói thì em cũng chưa có nghĩ là chính xác lắm. Tại vì hồi nãy giờ em nghe thì nó lại không. Ông ấy lại lấy cái mic ra kìa, ông lại chuẩn bị đấy.
Lại nói đi, lại nói đấy. Sao có phản biện gì không? Joy ơi, nói nhiều quá là cái bài hát nó dặn vô người. Rồi, xin mời việc đội áo đen hộ tấm Joy vào rừng xanh để tịnh dưỡng. Rapper chọn Rap Việt, Rap Fan chọn Vion. Từ ngày 29 tháng 8 năm 2023, Rap Fan sẽ được xem độc quyền và chọn bộ 3 mùa Rap Việt trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Độc quyền Rap Việt, đặc quyền Rap Fan. Thưởng thức Rap Việt với chế độ 4K siêu mượt, ủng hộ thí sinh yêu thích với 5 lượt bình chọn mỗi ngày, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.